Thế còn mặt trời có sự tích gì không? Mặt trời cần gì sự tích? Chẳng phải sự rực rỡ của nó thì chỉ những cô gái như em à? Lúc đấy Dương khủng hoảng lắm, ốm một thời gian dài, nhiều lúc cứ nghĩ là không gượng dậy nổi nữa cơ. Thảo Khuê bảo được ăn 2 kg à, hôm nay con muốn ăn 3 cái. Con không sợ nổ bụng à? Không, làm sao được à, con còn phải uống thịt và trà sữa nữa. Cái này thì mẹ không đồng ý đâu, con chỉ được chọn 1 trong 2 thôi. Được mà, dì Dương bảo nếu con được 20 sao là sẽ đủ uống trà sữa. Nhưng mà con được 19 chứ có phải là 20 đâu. Dì Dương bảo làm tròn được, lần trước 15 làm tròn thành 20 mà mẹ. Thế ý của dì Dương sao? Dì Dương. Ơi. Ơ, có chuyện gì à? Dì Dương ơi, dì Dương đi qua hàng gà rán rồi kìa. Ui, qua hàng gà rán rồi à? Dạ vâng ạ. Thì xin lỗi Cam nha, để dì quay lại nha. Con ăn đi. Dạ vâng ạ. Con đừng mút tay đâu nhá. Vâng. Này, tớ nghe nói là anh Lâm về Hà Nội rồi đấy. Không bất ngờ à? Hay là cậu gặp lại anh Lâm rồi? Tớ gặp rồi, còn gặp đến tận 2 lần. Bảo sao trông mà lại thất thần thế kia. Trong lòng của cậu vẫn còn nhiều tình cảm với anh Lâm thế à? Cậu nói gì đấy? Thế sao không nói với tớ? Không phải là tớ muốn giấu cậu, mà là chả có gì hay để kể. Có biết không, trước đây tớ đã từng nghĩ rất nhiều là sau này nếu như gặp lại tớ sẽ đối diện thế nào. Có lẽ sẽ đi qua nhau như 2 người xa lạ, cũng có lẽ sẽ chào nhau thật khách khí. Có những lúc tớ nghĩ sau này mình sẽ phải thật thành công, đứng từ trên cao nhìn xuống để người ta cảm thấy hối hận. Tớ chỉ không nghĩ lúc gặp lại trông tớ lại thảm hại thế này. Cậu Hâm à? Sao lại nói như thế? Cậu xinh đẹp kiên cường, lại có công ăn việc làm, tự nuôi sống bản thân mình không dựa dẫm vào ai cả. Thì cho dù bây giờ anh Lâm có là ai đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Đừng có mà mặc cảm như thế. Nhưng thực sự lại có liên quan đấy.